Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp làm món chè khoai với cách làm mới. Rất đơn giản nhưng thành phẩm vừa đẹp mắt lại vừa ngon. Món chè được làm từ những nguyên liệu quen thuộc hàng ngày. Với một chút bí quyết trong cách trộn bột và tạo hình, chúng ta sẽ nâng cấp cho nó trở nên khác biệt luôn nha. Nào cùng bắt đầu thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món chè này thì mình dùng khoai lang. Ở đây mình có hai loại khoai lang tím và khoai lang vàng. Hai loại khoai này đều có bán trong chợ Mỹ, cũng rất dễ dàng kiếm ở Việt Nam nha các bạn. Khoai tím cho màu rất đẹp tuy nó không ngọt bằng khoai vàng. Mình đem gọt vỏ và rửa sạch. Sau đó cắt nhỏ và mình bỏ vào sửng hấp nha. Lưu ý mình cho sửng khoai tím nằm ở dưới để khi chín khoai không bị chảy nước loang màu xuống khoai vàng nha. Mình hấp khoảng 15 phút tính từ khi nước sôi ha. Mình hấp bằng sửng tre để khoai nó khô ráo không bị đồng hơi nước. Các bạn hấp bằng sửng bình thường cũng được, nhớ bọc khăn trên nắp nồi nha. Mở ra mình thử bằng đũa, thấy khoai chín mềm như thế này là được rồi. Mình đem khoai đi tán nhuyễn. Mình có sẵn dụng cụ ép khoai như thế này. Mình dùng lỗ nhỏ nhất để ép cho khoai được mịn. Cho khoai vào và mình ép nè, rất nhanh và dễ. Các bạn có thể dùng một cái rây rồi mình tán nhuyễn khoai cũng được ha. Khoai vàng mình ép lấy 500g. Khoai tím thì mình ép lấy 500g luôn. Khoai lang có nhiều xơ nên nếu bạn nào kỹ hơn, mình có thể lọc một lần nữa qua rây để khoai được mịn hơn nha các bạn. Mình thì thấy như vậy là ổn rồi nè. Mỗi phần khoai 500g thì mình cho vào đây 100g đường. Trộn đều. Nếu bột khoai đã nguội, mình có thể cho vào lò vi sóng quay nóng lên. Sau đó thì mình cho vào đây từ 200 đến 250 gram bột năng, nhào đều. Thêm 80 đến 100ml nước cốt dừa nha. Trộn đều thành khối. Do mỗi loại khoai có độ ẩm khác nhau đó và mỗi loại bột có độ hút nước khác nhau nên các bạn cứ gia giảm lượng nước và lượng bột cho phù hợp ha. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra, nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới. Đến khi nào khối bột mềm và mịn, dẻo, không bị dính tay như thế này là được rồi nè. Nhào bột mịn thành khối xong thì mình vê tròn cho bột nghỉ khoảng 20 phút. Nhớ bọc giấy thực phẩm để bột không bị khô nha. Phần khoai lang vàng này thì mình cũng trộn với 100g đường và từ 200 đến 250g bột năng. Thêm 80 đến 100ml nước cốt dừa, y như khoai lang tím lúc nãy đó. Vì thành phần bột khoai nhiều hơn nên mình khó đòi hỏi bột nó quá dai như là mình dùng toàn bộ là bột năng. Nhưng viên khoai sẽ vẫn mềm dẻo, dễ tạo hình nha các bạn. Nhào bột mịn thành khối xong thì mình vê tròn cho bột nghỉ, nhớ bọc giấy thực phẩm để bột không bị khô nha các bạn. Sau khi bột nghỉ thì mình vê bột thành thanh dài rồi chia thành từng phần đều nhau. Lấy một phần bột tím và một phần bột vàng cho đều nhau nha các bạn. Sau đó thì mình vê thành hai thanh bột nhỏ và dài bằng nhau. Tiếp tục cuộn hai thanh bột đó lại như kiểu dây thần đó. Vê cho hai phần bột nó dính vào nhau ha. Như thế này là được nè các bạn. Bây giờ thì mình dùng dao cắt bột thành những khúc ngắn khoảng từ 2,5 đến 3cm. Cuối cùng mình nắn mịn hai đầu lại là được rồi nè. Mình cứ làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Những phần bột mình chưa kịp làm tới, các bạn nhớ phủ màn bọc thực phẩm hoặc là khăn để bột không bị khô nha. Bây giờ mình đi luộc những cái viên khoai này ha. Cho nước vào nồi. Chuẩn bị một thau nước lạnh và cho thêm vào vài viên đá. Đợi nước sôi rồi mình cho khoai vào luộc. Đợi một chút cho viên khoai chín phần bề mặt. Sau đó thì mình dùng muỗng đảo nhẹ cho phần bột tách ra nha. Khi thấy khoai nổi lên như thế này thì mình luộc thêm từ 2 đến 3 phút nữa rồi mình tắt bếp.
rồi mình vớt khoai đã luộc cho ngay vào tô nước đá nha. Tiếp theo mình nấu nước cốt dừa để ăn với chè khoai nè. Cho vào nồi 400ml nước cốt dừa, 400ml nước. Để ngon hơn, các bạn có thể thay thế 400ml nước bằng 400ml sữa tươi không đường nha, cho cái phần nước cốt nó thơm béo hơn đó. 60g sữa đặc, 60g đường, dằn thêm một chút muối để làm nổi bật vị ngọt của chè ha. Khuấy cho tan. Cho thêm mấy nhánh lá dứa cho thơm nè. Rồi mình bật bếp và nấu sôi hỗn hợp. Lưu ý là không để mất hương vị thơm ngon của nước cốt dừa, thì mình chỉ nấu sôi lăn tăn là được nha các bạn. Phần hỗn hợp nó sôi lăn tăn rồi thì mình vớt khoai dẻo cho vào nồi chè. Nấu với lửa vừa cho sôi khoảng 2 phút rồi mình tắt bếp. Chè khoai lang dẻo này có hai cách ăn. Khi ăn chan nước cốt dừa lên hoặc cho hẳn viên khoai vào nấu trực tiếp như thế này. Cách nào cũng ngon hết các bạn. Mình chỉ thích ăn cách thứ hai vì nó tiện và viên chè giữ được độ mềm dai, thấm nước cốt dừa béo thơm rất ngon. Bây giờ mình trình bày ra chén và thưởng thức thôi. Rắc thêm một chút đậu phộng rang hoặc là mè rang lên cho thơm nè. Viên chè tím vàng kết hợp như những viên kẹo thật là lạ mắt các bạn. Khi ăn chè dẻo dai, béo, ngọt, thơm thơm mùi khoai lang. Vị thấm trong viên chè cũng có nước cốt dừa luôn, nên vừa thơm vừa béo nữa. Nước cốt dừa chan có độ ngọt vừa phải, vừa ăn khoai lang dẻo, vừa húp nước cốt dừa, ngon tuyệt luôn các bạn. Chúc các bạn nấu chè thật ngon cho gia đình thưởng thức vào dịp cuối tuần này nha. Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm một món ngọt, chè đậu đen nước dừa trân châu hấp dẫn lắm nha. Món ăn chơi nhưng bổ dưỡng, thanh mát và tốt cho sức khỏe. Mình sẽ chia sẻ cùng các bạn bí quyết để nấu sao cho đậu đen mềm mà vẫn không bị nát. Hạt đậu đen ngấm vị ngọt chứ không lạc, cả cách làm trân châu ngon và rất là dễ nữa. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình rửa sạch đậu và ngâm ngập nước trong thời gian là 4 tiếng nha. Và đây là đậu mình đã ngâm rồi nè các bạn. Đậu này là loại đậu đen bình thường, nếu có thì các bạn sử dụng đậu xanh lòng cho ngon nha. Bây giờ mình cho đậu vào nồi để luộc. Cho vào 2 lít nước, với lượng nước như vậy mình thấy là vừa đó. Tuy nhiên các bạn có thể thêm hoặc là bớt tùy theo các bạn thích ăn chè lỏng hay là chè đặc nha. Mở lửa lớn cho nhanh sôi. Nhớ hớt bọt nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu tính thời gian nấu là 30 phút. Mình tính từ khi nước sôi nha. Để lửa ở mức trung bình. Các bạn thấy trên mặt nó sôi đều như vậy là được nè. Sau 30 phút rồi, mình đậy nắp lại ha. Mình sẽ tắt lửa và ủ đậu trong 30 phút nữa. Trong khi chờ ủ thì mình sẽ đi nhồi bột để làm trân châu ha. Nhồi bột năng thì mình phải nhồi với nước thật là sôi, bột mới dẻo nha các bạn. Cho bột vào thố nè. Cho nước sôi vào từ từ. Dùng phới trộn đều vì lúc này bột rất là nóng nha. Tổng cộng lượng nước mình dùng cho 150g bột đó là khoảng 110g. Bạn nào không thích làm thì mình có thể mua trân châu làm sẵn hoặc là mình dùng bột khoai cũng được. Sau đó mình dùng tay nhồi cho bột dẻo mịn. Kéo ra bột không bị gãy là được nha. Cách nhồi bột năng mình có chia sẻ thật kỹ trong clip bánh bột lọc và chè bột lọc. Mình có để link dưới phần mô tả. Bạn nào cần tham khảo thì vào xem nha. Nhồi xong thì mình cán bột. Độ dày khoảng 6-7mm. Rồi mình cắt bột thành từng thanh dài. Áo bột khô để bột không bị dính vào nhau ha. Sau đó cắt thành từng viên vuông nhỏ như thế này. Khi nước sôi, các bạn cho bột vào luộc. Khi bột nổi lên, khoảng 2 phút sau thì mình vớt ra. Cho vô trong thau nước đá để bột giòn và không bị dính vào nhau.
quay lại với nồi đậu. Sau khi đã ủ được 30 phút, đậu mềm như vậy nè các bạn. Mình đổ đậu ra rây, lọc lấy phần nước luộc đậu nha. Cho đậu trở lại nồi. Và mình cho vào 300 g đường. Mở lửa nhỏ vừa, mình sên cho cái phần đường này ngấm vào đậu ha. Như vậy sẽ giúp đậu ngấm đường, đậu mềm nhưng săn chắc mà không bị nát đó. Các bạn rim đậu trong 10 phút. Sau đó thì mình cho hết lượng nước luộc đậu vào luôn. Khuấy đều và mình mở lửa lớn cho nước sôi trở lại. Thêm vào 1/3 muỗng cà phê muối cho vị ngọt nó đậm đà hơn. Nước sôi khoảng 3 phút thì mình cho trân châu đã luộc vào. Và muốn cho chè có độ sánh nhẹ, các bạn hòa tan 1 muỗng cà phê bột năng với 2 muỗng canh nước. Rồi mình cho vào từ từ. Khuấy đều lên. Sánh như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp và cho một chút hương vani vào cho thơm nè. Chè đậu đen phải có nước cốt dừa mới ngon nha. Cho vào nồi 300ml nước cốt dừa. Mình dùng nước cốt dừa lon nha. Và mình cho vào nửa chén nước và 1 muỗng cà phê bột năng đã hòa tan. Và 1 muỗng canh đường. Một chút xíu muối. Thêm lá dứa nữa cho thơm. Sau đó mở lửa nhỏ, khuấy đều cho nước cốt sôi lên là được ha. Bây giờ mình múc chè ra chén nè. Chan lên mặt nước cốt dừa. Thêm một ít đậu phộng nữa. Vậy là dùng thôi các bạn ơi. Chè có vị ngọt vừa phải, thơm béo của nước cốt dừa, đặc biệt là hạt đậu rất mềm nhưng không bị rã. Vị ngọt thấm sâu vào đậu rất là ngon. Bạn có thể ăn nóng, ăn lạnh đều ngon nha. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, hạt đậu vẫn mềm. Chúc các bạn nấu chè đậu đen thật ngon nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mời các bạn cùng mình thực hiện món chè trôi nước để đãi cả gia đình nha. Món chè không thể thiếu cho mỗi dịp Tết Đoan Ngọ. Thành phẩm sẽ ngon hơn nếu từng viên chè đạt được độ mềm dẻo, ngấm nhẹ nước đường, ngọt thơm bên ngoài, bề mặt tròn đều căng bóng. Phần nhân đậu xanh dẻo bùi, chén chè nóng hổi thoảng hương gừng, chan thêm chút nước cốt dừa béo, rắc thêm ít mè rang hoặc đậu phộng. Dùng trong tiết trời hè nóng hay là mưa lạnh đều có cái thú riêng của nó. Nào chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có trước khi thực hiện. Đầu tiên mình sẽ làm nhân đậu xanh nha các bạn. Các bạn nhớ là mình ngâm đậu trước 4 tiếng để đậu mềm rồi mình đem đậu đi hấp nha. Cho nước vào nồi hấp nè. Cho đậu xanh vào sửng. Mình vén đậu xanh sang một bên và mình cho khoai tây vào trong sửng hấp luôn ha. Các bạn có thể cho trực tiếp vào nồi nấu cũng được ha. Bây giờ mình sẽ hấp với lửa vừa trong thời gian là 20 phút. Sau 20 phút thì đậu xanh và khoai đã chín rồi nè các bạn. Đậu mềm và nhuyễn ra như thế này là được rồi nha. Mình lấy khoai ra đĩa nè. Và mình tán nhuyễn lúc khoai còn nóng sẽ dễ hơn đó. Khoai tây này lát nữa mình sẽ cho vào trong bột để nhào. Các bạn cũng có thể sử dụng khoai lang cũng được ha. Bột của khoai sẽ giúp cho bột đứng hơn và bánh sẽ có độ mềm dẻo hơn đó các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể thay thế khoai bằng bột khoai tây hoặc là bột bắp cũng được nha. Phần đậu xanh này thì mình cũng cho ra chảo và mình tán nhuyễn luôn ha. Sau khi đã tán nhuyễn phần đậu xanh thì mình cho vào chảo 100ml nước cốt dừa, 3 muỗng canh đường và 1/3 muỗng cà phê muối. Sau đó mình trộn đều và mình bật bếp. Mình sẽ xên đậu xanh trên lửa nhỏ cho đến khi phần đậu xanh này trở thành một khối, không bị chảy như thế này là được rồi nha các bạn. Thời gian xên thì khoảng 15 phút đó. Mình để đậu xanh nguội một chút rồi mình chia viên luôn ha. Mình chia mỗi viên nhân là từ 18 đến 20 gram. Các bạn vo tròn nó lại. Và mình làm cho tới hết luôn ha các bạn. Sau đó thì mình dùng màng bọc thực phẩm á, bọc lại để đậu xanh không bị khô nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi nhào bột làm bánh nha.
Mình cho vào thố 400 gram bột nếp và cho hết phần khoai tây đã nghiền lúc nãy. Sau đó mình cho vào đây 370ml nước ấm. Để nhào bột nếp thì các bạn dùng nước ấm khoảng 60 độ C. Nước á mình có thể uống được là được nha các bạn. Các bạn cho vào từ từ, từng chút. Nhào mạnh tay cho đến khi khối bột nó đủ nước và nó thành một khối dẻo mịn mà mình kéo dây được như thế này nè. Tùy vào bột của các bạn có độ hút nước khác nhau nên các bạn gia giảm lượng nước cho phù hợp nha. Mình nhào khoảng 15 phút đó các bạn. Nhào bột xong thì mình sẽ bọc kính và mình để bột nghỉ trong 20 phút. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi nấu nước cốt dừa để ăn kèm với chè nha. Mình dùng ở đây là nước dừa lon. Cho vào nồi 300ml nước cốt dừa, 100ml nước, 1/3 muỗng cà phê muối. Và mình hòa tan 1 muỗng canh bột năng với 2 muỗng canh nước, cho vô luôn và mình khuấy đều lên. Cho bó lá dứa vào cho thơm nè. Mình mở lửa nhỏ, khuấy cho đến khi hỗn hợp nó sôi nhẹ và sánh lại như vậy là được rồi. Mình tắt bếp luôn và mình chờ nguội ha. Nấu chè trôi nước thì không thể thiếu gừng nha các bạn. Ở đây thì mình chuẩn bị 45 gram gừng nè. Một ít thì mình sắc lát nó ra, còn một ít thì các bạn sắc sợi ra ha. Bây giờ mình đi bọc nhân ha các bạn. Mỗi viên thì mình sẽ lấy khoảng 30 gram bột. Vo tròn viên bột, sau đó ấn dẹt lại. Và mình cho đậu xanh vào giữa. Bọc phần nhân bột sao cho nó phủ hết viên nhân nha các bạn. Mình cứ từ từ đẩy bột vào như thế này để viên chè của mình không bị lọt khí vào trong á. Nếu mà để lọt khí vào trong á, khi luộc nó sẽ dễ bị phồng lên và vỡ nha. Lượng bột nó sẽ gấp 2/3 lượng nhân là được nha. Nhớ đậy các viên chè để bột mình không bị khô nha. Mình cứ tuần tự làm từ từ cho tới hết. Cuối cùng thì mình sẽ vo những viên chè nhỏ không cần nhân, còn gọi là viên chè ỉ. Đoạn này thì dễ rồi phải không nè. Các bạn làm các viên nhỏ để ăn không bị ngán nha. Và nhìn nó cũng đẹp nữa. Vậy là mình đã bọc xong nhân. Bây giờ mình đem đi nấu chè nữa là hoàn thành rồi đó. Cho nồi lên bếp và mình cho vào đây 1.2 lít nước nè. Sau đó mình cho 400 gram đường thốt nốt. Mình vừa đun vừa khuấy đều cho đường nó tan ra. Bạn nào thích ngọt nhiều thì mình cho thêm ha. Tiếp theo thì mình cho gừng vào. Nấu sôi cho gừng nó vừa trong lại. Và lúc này thì mình sẽ cho những viên chè trôi nước vào luôn. Đun cho đến khi những viên chè nó nổi lên hết là bột đã chín rồi đó. Lúc này mình giữ lửa riu riu trong vòng 10 phút rồi mình tắt bếp ha. Nếu nấu cho gia đình ăn á, các bạn nấu cách này rất là ngon nha. Vì nước đường nó ngấm sâu vào bột, giúp chè của mình có vị ngọt nhẹ và rất là thơm mùi gừng luôn. Như vậy là nồi chè trôi nước của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Các bạn nhìn nồi chè có hấp dẫn không nè? Thơm lắm luôn. Những viên trôi nước nóng hổi, bề mặt tròn đều, đang xen vào những viên lớn là những viên chè ỉ rất là dễ thương. Bề mặt bên ngoài của những viên chè lúc này đã được thấm ít nước đường, màu vàng óng, căng bóng, nhìn là muốn ăn liền luôn á. Mình múc chè ra chén cùng các bạn thưởng thức nha. Chè nóng hổi, bốc hơi nghi ngút nè, thơm ơi là thơm. Chan thêm nước cốt dừa vào nữa nè. Nhớ rắc thêm ít mè rang hoặc đậu phộng cho hấp dẫn nha. Mình ăn thử nha, mời các bạn. Bột của vỏ viên chè trôi nước vừa mềm vừa dẻo. Phần vỏ bột hơi có vị ngọt nhẹ nhờ ngấm nước đường. Đậu xanh vừa bùi vừa dẻo. Nước đường ngọt và thoang thoảng mùi gừng rất là dễ chịu. Thêm chút vị béo của nước cốt dừa, mè rang nữa. Hợp khỏi chê luôn. Mình dùng kéo cắt thử viên chè để các bạn nhìn thấy phần phân bố nhân bên trong nè. Nhân đậu xanh bên trong cũng tròn đều nè. Khi đã dùng hết viên chè trôi nước lớn á, các bạn nhớ dùng những viên chè ỉ nhỏ rất là thú vị và đỡ ngán nữa đó. Lưu ý là vì bột chè rất là dẻo, nên bạn cần hết sức cẩn thận khi cho trẻ nhỏ ăn vì rất là dễ nghẹn nha.
Chúc các bạn làm nồi chè trôi nước thật ngon để thưởng thức cùng gia đình. Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp làm món chè bột lọc quen thuộc nhưng theo cách hoàn toàn mới nha. Thành phẩm là những chén chè xinh xắn như thế này nè. Món chè trở nên vừa quen vừa lạ. Vị ngọt thanh thanh, béo thơm, nhẹ nhàng của chè nấu bằng nước dừa tươi. Cách tạo hình bột đơn giản, xinh xắn. Thêm bí quyết nhỏ nhồi bột năng sẽ giúp bột dễ tạo hình, dai dai, mềm mềm khi ăn rất là thích. Món chè đặc biệt rất thích hợp là món la sét nhẹ nhàng cho những buổi tiệc, bảo đảm sẽ làm hài lòng mọi người và kèm theo lời nhận xét. Ồ, dễ thương và lạ quá vậy. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay thôi. Mời các bạn tham khảo qua nguyên liệu và liều lượng đơn giản để thực hiện món chè này. Đầu tiên mình rang mè nha. Chảo nóng, cho mè vào chảo nè. Rang đều tay với lửa nhỏ. Khi nghe mùi thơm và mè chuyển màu vàng nhẹ là được. Mình tắt bếp và cho mè ra chén ha. Kế đến mình sẽ nhồi bột nha các bạn. Hôm nay mình làm chè bột lọc hai màu, màu trắng và màu xanh lá dứa. Mình chia bột ra làm hai phần bằng nhau, mỗi phần là 150g. Thêm 50g bột áo, các bạn để riêng ha. Nhồi bột này phải dùng nước đang sôi nha. Mình cho nước vào nồi và nấu cho nước nó sôi mạnh như vậy nè. Mình múc ra và rưới ngay đều vào bột. Cho từ từ thôi nha các bạn. Mình dùng phới trộn bột vì lúc này bột rất là nóng. Khi thấy bột dẻo và quánh lại thành cục như thế này là được. Bột cũng đã nguội bớt rồi, bây giờ mình dùng tay để nhồi ha. Có thể áo bột khô vào tay để không bị dính tay nha các bạn. Lượng nước sôi mình cho vào nhồi 150g bột á, là khoảng 120ml nước. Tuy nhiên lượng này có thể xê xích vì với mỗi loại bột thì có độ hút nước khác nhau. Các bạn nên cho vào từ từ chứ không đổ vô hết một lần nha. Nếu lỡ bị nhão á, các bạn có thể thêm một chút bột khô. Còn nếu khô quá thì mình thêm một chút nước nha. Mình tiếp tục nhồi để bột trở thành một khối dẻo như vậy nè. Mình vo lại và dùng ráp bọc lại để bột không bị khô ha. Trước khi nhồi phần bột còn lại, mình sẽ sơ chế bột lá dứa. Đây là bột lá dứa khô được đóng gói như vậy nè. Mình dùng cũng tiện lắm. Mình cho vào chén khoảng 1 muỗng canh bột lá dứa. Cho vào 3 muỗng canh nước. Khuấy đều. Và mình dùng rây lược lại bỏ đi phần xác lá dứa. Các bạn cũng có thể dùng miếng vải để mình lược để loại bỏ hết cặn nha. Và các bạn cũng có thể dùng lá dứa tươi xay nhuyễn rồi vắt lấy nước cũng được ha. Kế tiếp mình sẽ nhồi phần bột còn lại ha. Mình cũng cho nước sôi vào từ từ nè. Và trộn đều. Tiếp theo cho 2 muỗng canh nước lá dứa vào. Trộn lên. Và mình dùng tay nhồi tiếp ha. Nhớ áo bột tay để nhồi không bị dính tay nha. Màu thật của lá dứa thì nó hơi nhạt. Nếu muốn đậm hơn chút á, các bạn có thể thêm vào 2 giọt tinh dầu lá dứa nha. Khi thấy bột dẻo, mịn và không dính tay nữa là được rồi đó. Thời gian nhồi bột là khoảng 10 phút đó các bạn. Và mình bọc ráp lại để tránh bột bị khô ha. Giờ mình bắt đầu tạo hình nha. Mình làm bột trắng trước ha. Mình cắt bột ra từng phần nhỏ, sau đó dùng tay xe dài nó ra. To khoảng gần bằng ngón tay là được. Xong rồi mình cắt khúc đều ra. Độ dài khoảng 1,5cm. Dùng bột khô áo sơ để bột không dính tay nha. Mình dùng khuôn này để tạo hình nè. Đây là khuôn để làm pasta. Nó đơn giản thôi các bạn. Bề mặt có rãnh sâu như thế này nè các bạn. Cái này mình mua ở Amazon. Mình có để link tham khảo bên dưới phần mô tả của video. Bây giờ mình rắc một ít bột khô lên bề mặt khuôn. Rồi đập nhẹ cho bột nó rớt hết ra. Đặt bột lên bề mặt. Và dùng tay cái đẩy bột lăn nhẹ trên khuôn. Đầu này thì mình ép xuống, đẩy thì đầu kia nó cuốn lại như vậy nè. Làm quen tay cũng nhanh lắm các bạn. Mình sẽ quay kỹ cách mình làm vài cái để các bạn quan sát cho kỹ nha. Không khó, nhưng cần làm vài cái cho nó quen tay mới đều được. Đó, làm như vậy nè các bạn, dễ ha.
làm đơn giản mà tàu hình dễ thương lắm. Bột sau khi nhồi phải có độ dẻo vừa phải như vậy mới dễ làm. Nếu bột nhão dẻo quá thì nó dễ dính khuôn là chưa được nha các bạn. Nếu mà thích nhiều màu sắc á, các bạn có thể dùng thêm màu tự nhiên như lá cẩm, cà rốt, củ dền, hoa đậu biếc. Đến phần bột màu xanh lá dứa thì mình cũng làm giống như vậy luôn ha. Lâu lâu các bạn nhớ áo bột khuôn để bột không bị dính ha. Mình làm xong rồi nè các bạn. Trước khi luộc bột, mình chuẩn bị một thau nước đá nha. Tiếp theo mình cho nước vào nồi. Khi nước sôi mạnh thì mình cho bột vào luộc nè. Dùng đũa khuấy nhẹ để bột không bị dính vào nhau ha. Rồi mình cứ để yên như vậy. Khi thấy nước sôi trở lại, bột từ từ nổi lên thì mình dạo nhẹ nhàng cho bột chín đều khoảng 2 phút rồi mình vớt ra và mình cho ngay vào thau nước đá. Bây giờ mình tiến hành nấu chè nữa là xong nè, đơn giản lắm các bạn. Cho vào nồi 400ml nước dừa tươi và 200ml nước cốt dừa. Bạn nào thích béo hơn thì mình cho nhiều hơn một chút ha. Và cho vào 120g đường. Khuấy tan. Và cho lá dứa vào. Và 1/4 muỗng cà phê muối. Đun sôi hỗn hợp. Và bây giờ mình giảm lửa nhỏ thôi nha các bạn. Mùi lá dứa với nước cốt dừa nghe thơm lắm luôn các bạn ơi. Mình nấu khoảng từ 5 đến 6 phút. Lá dứa đã ra nước thơm rồi thì mình vớt bỏ ra. Và mình hòa tan 1 muỗng canh bột năng với 3 muỗng canh nước. Mình cho vào từ từ và khuấy đều. Khi thấy nước có độ sánh nhẹ là được rồi. Cuối cùng thì mình cho hết sò đã luộc vào luôn. Trộn đều lên và tắt bếp. Mình đã hoàn thành xong nồi chè bột lọc rồi đó các bạn. Nhìn dễ thương không nè. Mình múc chè ra chén. Chè này ăn nóng hay nguội đều ngon nha. Khi ăn thì rắc thêm chút mè rang và dừa sợi nữa cho thơm ha. Chè ngọt rất vừa phải các bạn. Thoang thoảng mùi lá dứa cùng vị béo nhẹ của nước cốt dừa. Mình sử dụng nước dừa tươi để nấu chè nên chè có vị ngọt thanh thanh rất lạ. Bột năng mềm, dai dai rất là thích. Nhai phải hạt mè thơm thơm, dừa sợi giòn giòn làm tăng thêm cảm giác ngon miệng lắm các bạn. Ăn không hề ngán đâu nha. Nếu nấu nhiều các bạn cho vào hộp và cho vào ngăn mát bảo quản. Khi nào muốn ăn chỉ cần quay trong lò vi sóng khoảng 2 phút là chè thơm ngon như mới nấu luôn. Rất tiện phải không nè. Chào các bạn đã trở lại với kênh Cua Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ý tưởng chè con sò vừa ngon vừa xinh xắn nha. Một lần nữa mình chia sẻ kỹ thuật nhồi bột năng dẻo mà không bị chảy nước. Thêm một chút ý tưởng để tạo hình. Thêm phần nhân đậu xanh bùi mềm giúp tăng hương vị cho viên chè. Những con sò trong suốt, mềm dai, nhiều màu sắc. Nhân đậu xanh bùi thơm hòa cùng nước dừa và nước cốt dừa béo nhẹ, ngọt thanh thanh. Món chè của chúng ta sẽ vô cùng hấp dẫn. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Hôm nay mình làm chè con sò 3 màu, xanh, màu vàng và màu trắng. Mình sẽ dùng toàn bộ màu tự nhiên nha. Màu vàng thì mình lấy màu từ bột quả dành dành hay còn gọi là quả chi tử. Cho vào đây 1 muỗng cà phê vung bột chi tử và cho vào 4 muỗng canh nước. Khuấy tan. Bột này cho màu vàng rất tươi và vị thuốc nên rất là an toàn. Các bạn có thể tìm mua ở tiệm thuốc bắc hoặc là mua qua mạng ha. Sau đó mình lọc qua rây.
Mình nhào bột màu vàng trước nha các bạn. Cho vào tô 150g bột năng. Mình nhào bột với nước thật là sôi mới được nha các bạn. Cho nước sôi vào từ từ và dùng phới trộn. Lượng nước cho vào 150g bột là 120ml nước. Khi nguội bớt thì các bạn dùng tay nhào cho đều nha. Lượng nước này có thể chênh lệch chút xíu tùy theo bột cũ hay bột mới. Nên nếu thấy bột quá khô thì các bạn có thể cho thêm nước. Còn nếu lỡ nhão quá thì mình cho thêm một chút bột ha. Vậy nha các bạn. Nhào cho đến khi bột dẻo mịn. Rồi mình dùng màn co bọc lại để bột không bị khô. Mình tiếp tục nhào với màu lá dứa nha. Mình dùng bột lá dứa cho tiện nè. Cho vào đây một muỗng canh bột lá dứa và cho vào 4 đến 5 muỗng nước, khuấy tan. Và mình lọc bỏ phần xác nha. Các bạn dùng lá dứa tươi xay nhuyễn thì thơm hơn ha. Mình cũng dùng 150g bột năng. Lượng nước sôi và cách nhào cũng giống như vậy luôn ha các bạn. Cứ như vậy các bạn có thể thay thế với các màu khác nhau tùy thích nha. Tiếp theo cho 2 muỗng canh nước lá dứa vào. Trộn lên. Và mình dùng tay nhồi tiếp ha. Nhớ áo bột tay để nhồi không bị dính tay nha. Màu thật của lá dứa thì nó hơi nhạt. Nếu muốn đậm hơn chút á, các bạn có thể thêm vào 2 giọt tinh dầu lá dứa nha. Khi thấy bột dẻo, mịn và không dính tay nữa là được rồi đó. Thời gian nhồi bột là khoảng 10 phút đó các bạn. Với màu trắng thì mình giữ nguyên màu bột. Vậy là đã có 3 màu rồi các bạn. Nhớ bọc kín để bột không bị khô nha. Bây giờ mình sẽ chia phần đậu xanh ra thành từng viên. Các bạn vo nhỏ khoảng bằng đầu ngón tay là được nha. Mình vo tròn lại nha các bạn. Cách làm phần nhân đậu xanh này, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại video cách làm chè trôi nước, xem ở 1 phút 53 giây nha các bạn. Link của video này mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Chia xong phần nhân rồi, các bạn nhớ bọc lại để nhân không bị khô trong lúc chờ tạo hình nha. Bây giờ mình bắt đầu tạo hình nè. Lăn tròn bột và cắt ra. Xong rồi mình chia ra để mình xe bột thành những thanh dài như thế này, bề ngang bằng cỡ ngón tay. Sau đó các bạn cắt ra từng khúc ngắn khoảng 2cm. Tạo hình con sò cũng dễ y như là tạo hình con đuông mà mình đã từng chia sẻ với các bạn rồi đó. Mình sẽ dùng khuôn làm pasta hoặc dùng dụng cụ khác có hình răng cưa như là cái nĩa hoặc đồ sắn củ cải, tùy theo sự sáng tạo của các bạn ha. Mình lấy bột rồi dùng ngón tay ấn nhẹ và lăn tròn để tạo lỗ hõm ở giữa. Xong rồi cho viên nhân vào trong, díp mí lại nữa là được. Vài lần quen tay làm cũng nhanh lắm các bạn. Mình tiếp tục tạo hình với những màu còn lại giống như vậy luôn ha. Lúc trước mình làm giống như con sâu đó, nhiều bạn nhìn thấy sợ. Hôm nay mình tạo hình khác một chút, có phần nhân ở giữa ăn ngon lắm, mà nhìn giống con sò phải không nè? Nên mình đặt tên cho nó là chè con sò đó nha. Bước tiếp theo thì mình luộc sò, cho nước sôi vào nồi và luộc cho nhanh nè. Khi nước sôi bùng thì các bạn cho sò vào. Khi nào thấy sò nổi lên và phần bột trong lại thì các bạn trộn nhẹ nhàng, và để thêm 2 phút nữa cho chín kỹ nha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình vớt ra và cho ngay vào thau nước lạnh để rửa phần bột, đồng thời bột săn lại không bị dính vào nhau. Bước cuối cùng là nấu chè nữa là xong nè. Cho vào nồi 600ml nước dừa và 600ml nước cốt dừa, 150g đường. Lượng đường này là ngọt vừa, còn bạn nào thích ngọt hơn thì mình có thể thêm đường ha. Cho lá dứa vào cho thơm. Cho thêm nửa muỗng cà phê muối để vị ngọt đậm đà hơn. Nước sôi khoảng 2 phút sau thì mình vớt lá dứa ra và mình cho con sò vào. Chè vừa sôi trở lại thì mình tắt bếp. Mình đã hoàn thành xong nồi chè con sò thơm ngon rồi đó các bạn. Mình múc chè ra chén và dùng thôi các bạn ơi. Đi ăn rắc thêm mè rang hoặc đậu phộng rang. Cho thêm dừa sợi nếu thích nha các bạn.
Sò dẻo mềm, hơi dai nhẹ, ăn cùng phần nhân bên trong bùi béo, hấp dẫn lắm các bạn. Chè thơm và béo của nước cốt dừa, vị ngọt thanh nhẹ nhàng của nước dừa tươi không gây ngán. Hạt mè rang thơm thơm làm tăng hương vị cho tô chè. Ngon lắm các bạn. Hình thức cũng dễ thương nữa phải không nè. Các bạn bảo quản chè trong ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn quay 2 phút trong lò vi sóng là chè mềm như mới luôn. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món ăn vặt này nhé. Nếu thích cách làm, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký để xem nhiều món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cubabinhduong.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.